đun dừa. Đường là ấu trùng dạng sâu non của một số loài bọ cánh cứng, thường sinh sống trong cổ hũ cây dừa, phần mềm bên trong ngọn của cây dừa, chà là, cầu, đũng đỉnh, nói chung là các loài cây thuộc họ cau. Hàng năm cứ đến sau giao phối, bọ kiến dương thường chọn cây dừa sung sức để khoét ngọn vào sinh trứng. Trứng nở ra ấu trùng và lớn dần lên nhờ ngày đêm ăn cổ hũ dừa, vừa mềm vừa bổ cho đến khi xuyên thủng ngọn dừa, làm cây dừa kiệt sức rồi úa tàn dần đến chết. Lúc đọt thối ngã ngang cũng là lúc đun trong cây dừa rất nhiều, áp tai vào thân dừa sẽ nghe đun rầm rì ở trong. Đun dừa được xem là một trong những loài đặc sản cao cấp không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác. Trước kia, nguồn đun dừa khá khan hiếm do hầu hết loài côn trùng này chỉ sống trong tự nhiên, thỉnh thoảng người dân mới bắt được và đem bán. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân ở miền Tây đã tự tìm ra phương pháp nuôi đun dừa để sẵn sàng cung cấp nguồn đun dừa hàng ngày cho các nhà hàng. Sáu, ốc sên. Đa số ốc sên là động vật ăn cỏ, chúng ăn lá cây, hoa, cuộn lá. Các loài ốc sên thường thấy ở trong vườn chỉ đạt vận tốc tối đa là 45 m/giờ, khiến chúng trở thành một trong những sinh vật chậm chạp nhất trên trái đất. Khi di chuyển, ốc sên để lại một vệt dài chất dịch nhầy hoạt động như một chất bôi trơn có tác dụng giảm ma sát. Hầu hết các loài ốc sên đều có một dải răng chitin chứa hàng nghìn chiếc răng siêu nhỏ. Dải răng này hoạt động như một cái dũa xé thức ăn thành nhiều miếng nhỏ. Tùy thuộc vào từng loại mà ốc sên có thể sống được từ 5 đến 25 năm. Ốc sên thường tìm thấy trong các khu vườn được coi là loài gây hại cho vườn tược và nông nghiệp vì chúng ăn lá cây và hoa, ảnh hưởng đến vụ mùa. Trong ẩm thực Pháp, ốc sên được coi là một món ăn đặc sản. Đây là loài vọt các bạn rất dễ tìm thấy được trên các thân cây. 7. Còn mối. Mối là một loài côn trùng gây hại không những phá hủy đồ đạc, nhà cửa, các công trình đê điều. Mối còn gây hại cả cây trồng. Tất cả các loài mối khác khi kiến trúc tổ đều có nhu cầu đất hoặc nước ở ngoài tổ. Phần lớn các loài có cấu trúc một hệ thống tổ gồm một tổ chính và nhiều tổ phụ để dùng nạp được số lượng cá thể lớn. Tổ chính có mối vua và mối chúa. Có nhiều loài tổ ở sâu trong lòng đến 1 đến 2 mét. Trong tổ mối trưởng thành của các loài mối điển hình bao gồm các phần: mối chúa, mối cánh, mối lính, mối thợ, trứng mối. Mối chúa có trọng lượng lớn hơn 300 lần trọng lượng mối lao động, đảm nhiệm chức năng sinh sản chính trong tổ. Nếu diệt mối mà không diệt được cổ máy đẻ này là chưa trừ tận gốc. Mối chúa quả thật là một cổ máy đẻ thực sự. Cả quãng đời trưởng thành của nó được dành cho việc đẻ trứng với nhiệt độ hơn một quả trong một phút. Ruột của loài mối nha tiêu hóa được chất xơ nên ngoài gỗ, tre nứa, tất cả các sản phẩm được chế biến từ thực vật như giấy, vải đều bị chúng phá hoại. Trên đường tìm đến nguồn thức ăn, mối có thể đục qua nhiều loại vật liệu khác như xốp cách âm, cao su, đồng thời mang theo đất và độ ẩm làm nhiều thiết bị máy móc bị hư hỏng theo. 8. Con tằm kén tơ. Tằm là ấu trùng của loài bướm tằm đã được thuần hóa. Nó là loài côn trùng sinh tơ có giá trị kinh tế quan trọng. Trong giai đoạn phát triển thành nhộng, sâu tằm sản sinh một loại protein lỏng và không tan có tên gọi là furibuin được tiết ra từ miệng của chúng. Protein lỏng này cứng dần khi tiếp xúc với không khí. Tằm ăn lá dâu tằm trắng, nhưng nó cũng có thể là ăn lá của bất cứ loại cây nào thuộc chi dâu tằm. Nói đến con tằm là người ta nghĩ ngay đến một loài sâu chỉ biết ăn lá dâu rồi nhả ra những sợi tơ ống ngược và mường tượng ra đó là một nghề lao động vô cùng vất vả. Chính vì thế, không biết từ khi nào trong cây dâu đã lưu truyền các hình ảnh nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng qua bao thời nay. Hình ảnh con tằm ăn lá dâu xanh, nhả ra sợi trắng mỏng manh sợi vàng với ngàn dâu xanh ấy đã được khắc họa đậm nét trong thơ ca từ khi nào không hay và được truyền tụng qua bao đời người lao động. Thế giới động vật học muôn màu muôn vẻ đúng không các bạn? Các bạn có dám ăn những con hài nhầy nhụa trong thì ghê sợ nhưng có vị như một con hầu hay những con đu dừa béo núc núc và có vị bơ sữa không? Hãy comment để chúng ta cùng thảo luận nhé. Mọi người đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông cho chị Bánh Xe để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.